Trứng ngỗng đấy ăn. Sáng sớm cho ra làm mát đi. Còn mưa quá. Mổ lại. Sáng nào phải ra anh ạ. Nhặt trứng sợ cũng mổ cơ, em không dám nhặt ý. Trứng làm mát. Chỗ này thì 1/4 giống, 1/4 trứng thôi. Trứng to, to lốc. Anh em.